kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao. Tiếp cho các bác bộ dàn Pioneer nội địa Nhật. Nội địa Nhật điện 100V anh em nhé. Dàn 7 màu đèn rất đẹp. Đây hiện tại đang để đèn màu xanh nhé. Anh em đổi sang nhiều loại màu. Đây anh em thích màu gì cho về màu đấy. Đấy. Xanh ngà vàng này. Đấy màu cam này. Màu đỏ, đỏ đậm. Đấy, sang màu hồng. Đây, nhìn đây cho dễ nhá. Màu hồng này. Đấy, anh em. Màu tím. Màu xanh. Nói chung anh em chỉnh màu gì cũng được, không thiếu cái màu gì cả. Đấy, màu xanh ngọc. Xanh lá cây. Làm đèn ngủ rất đẹp nhá. Buổi tối anh em bật để bộ này phòng ngủ, tối cắm lên là nó làm đèn ngủ luôn. Rất là đẹp. Đấy. Cái bộ này thì ổ 3 CD này toàn bị kẹt cơ thôi. Coi như bỏ nhá. Em khắc phục một buổi mà không được. Mất nguyên một buổi mà khắc phục không nổi. Tại vì cơ của nó lằng ngoằng quá. Thôi bỏ, coi như cơ là bỏ CD nhá, không chạy CD. Nếu mà chạy full CD, bộ này 1.3 triệu nhưng không chạy CD thì là 1 triệu anh em nhá. Đây, FM của nó là full 108. Chạy full tất cả các đài Việt, đây. À, bây giờ bạn bị cho bố con tôi ấm nước nhá. Còn Quân, dạ, còn sáng báo cho các chú và các em Hùng, Điệp, Huệ, Lai để bàn về việc làm.
Em đang full 108 luôn. Mình cao hơn núi non kiều vĩ nên vẫn vui câu bì lì. Đây là cắm điện thoại vào nhá. Chế độ này chế độ điện thoại. Con này loa toàn giải tiếng rất hay. Đấy, anh em nhìn này, toàn giải màng giấy, gân vải bị mục luôn này. Đấy, anh em mềm lắm. Nên âm bass nghe là êm, tiếng nó êm. Toàn giải nên là có một con hỗ trợ siêu tép trên này nữa. Để nghe cái giải cao trên 20.000 Hz. Thường tai người không cảm nhận được mấy cái loa tiếng của cái loa này phát ra đâu, mà chim cò nó phát ra cái tần số đấy. Những người là tai tinh thì họ vẫn nghe thấy. Có cái loa ta, loa siêu tét này vào thì tiếng mình nghe cảm tưởng là thoáng hơn nhiều đấy. Người là tinh tai thì thấy thoáng hơn. Đây, MD chạy tốt. Chỉ có duy nhất là CD là không chạy nhá. Em 108 cắm điện thoại ngon này. Bây giờ MD này, em thử nốt MD cho anh em. Đấy, cassette ngon. MD nha, nhận bài luôn. Cassette đang thử cho anh em. Cassette này có reverb đảo chiều luôn. Anh em nghe hết băng là anh em bấm nó tự chạy lại được nhá, chứ không cần phải bỏ băng ra quay đầu như là trận đài ở cái đài Sony ngày xưa đâu. Đây, đây. Chạy lại này. Đấy, có đủ luôn nha. Dừng lại. Đấy, em thử thế thôi. Đây, loa thì đẹp. Con này lưới của nó hơi đĩ. Lưới của nó màu hồng. Đây, em lấy lưới cho anh em xem. Đây, lưới loa của nó màu hồng. Qua camera này nhìn màu nó nhạt hơn, chứ còn thực tế là nó đậm hơn đấy nhá. Bên ngoài nhìn là đậm đẹp hơn nhiều. Lưới đẹp đủ, không bục. Phiên bản lưới đĩ, dùng cho các bạn gái hoặc các bạn nữ. Các bạn ấy không nghe CD, chỉ cần cắm điện thoại máy tính nghe ngon là được. Loa thì phía sau đẹp hết, lúc nãy em quay rồi đấy nhá. Đây, cục này thì nặng vãi cả trường luôn, cực kỳ nặng. Đây là lỗ cắm điện thoại ở đây nha, line in này. Đấy, bên này lỗ cắm tai nghe. Đấy, cái ben này mở ra được, đóng mở ra được. Nào, thằng con không nghịch, con đi ra. Đây, nghe FM thì anh em chỉ cần một đoạn dây 20cm, 30cm anh em cắm vào cái lỗ giữa này là nó có sóng nha. Đấy, phải cắm vào đây mới có sóng, không có nó không có sóng nha. Cái lỗ giữa đi này nha. Đấy, các em. Đây, phía sau cục. Đấy. Phía sau cục chẳng có gì cắm cả. Công suất cái này nó vẫn truyền về nó bị chảy hết cái vùng sau này, chảy cái tem. Đây, vẫn nhìn được công suất 54W 100V nha. Đấy, 54W 100V. Đây. Đây cái cầu này là cầu cắm đèn. Đấy, rút ra là đèn bên kia nó mất này. Đấy, đây là cầu cắm đèn nha. Bảy màu đèn, đây. Còn đây loa cắm ở cầu trên này. Anh em nhá. Đấy. Em thanh lý cho anh em nguyên bộ là 1.000.000 thôi. Đấy. Nó không được đẹp leng keng như mới đâu, vì nó là hàng cũ dùng rồi. Nhưng mà nó được còn đầy đủ cả lưới liếc căng kiếc đầy đủ. Chạy công suất rất là ngon. Nó có xước sát đôi chút nhưng mà nó cũng không đáng kể vì nó là đồ cũ rồi. Em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0967478574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em. Nick Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi, anh em kết bạn để chúng ta trao đổi thông tin trên đấy. Rồi, chào anh em.